xem nào, mẹ xem nào. Ui, con bị làm sao đây? Nốt đỏ gì đây? Để mẹ lấy dầu mẹ bôi cho con nhá. Đây nè, nốt nhiều chưa? Ui, bị làm sao này? Con ngồi lên mẹ xem nào. Con ngồi lên mẹ xem người con có bị không nào. Ở đây. Xem nào. Xem người có bị không nào. Ui, đằng sau đây có mấy nốt này. Con ngồi đây mẹ đi lấy dầu mẹ bôi cho con nhá. Mẹ xem nào, tay này con có bị ngứa không? Bôi dầu nhá. Đó, nhiều chưa? Đi đi ngồi đây. Đây, ngồi đây, ngồi đây. Ngồi đây con, ngồi xuống, ngồi xuống. Con ngồi xuống đi, con ngồi chắc. À tay đâu? Đúng rồi, tay này này. Tay này này. Đây nha, mẹ lấy mẹ bôi vào tay này nha. Nào, đưa 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 mẹ lấy mẹ bôi cho. Nhá, mẹ lấy mẹ bôi cho cay vô mắt con á. Cay vô mắt lắm nhá. Đây mẹ bôi cho con nào. Đây đây, đưa tay này, con đưa tay lên. Tay tay bên kia, tay bên kia, đây này. Chưa, ui, nhiều nốt chưa? Con có ngứa không? Hả? Đây mẹ xem nào, chưa được xong mà. Đó, ui dồi, sao mà đỏ hết lên thế này? Con chơi ở đâu đây? Đây 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 cho mẹ. Con bôi đi, con bôi lên tay con đi. Đó. Thôi đổ hết rồi con ơi. Rồi, xong rồi nhá. Nào, còn một ít tính tay mẹ lên cho. À đi đây, con cầm đây. À con cầm đây này. À đi mẹ mở cho con nhá. Mở cho con nhá. Thế đi vô giường mẹ đo nhiệt độ xem nào. Cái người con nóng này. Đi. Đi mẹ bế vô này. Ô nè. Ơi. Đi đi nằm đây. Đi. Đây, con ngồi đây, con ngồi đây. Con ngồi đây mẹ, mẹ lấy cái nhiệt độ mẹ đo cho nhá. À, con nằm đây. Con nằm đây mẹ đo cho nào. À, gối có ỉ gấu đâu nhờ. Đây rồi, nào con nằm xuống đây. Ui, cái này không bị tụt con nhá. Con nằm xuống. À, gấu sợ quá. Tụi con chỉ cho nó lại ăn ngửa. Đây, cô đi đi đây. Cái đây này. Nào, gấu giơ tay lên mẹ đo cho nào. Con giơ tay lên. Đây lên mẹ đo lên nào. Nào. Chờ một tí là được nhá. À con để yên đi, con để yên đi. Cái kiểu con đâu. Ơ Titi để yên đây cho chị Titi. Titi có đo không? Tí mẹ đo cho nhá. Nào, của Titi đây mà. Titi đứng lên đi. Titi đứng lên, con lấy chân ra cho em Titi đi ra ngoài nào. Rồi, rồi, được rồi, được rồi. Nào, Titi ra đây. Này, con kẹp đấy nha, con kẹp đấy để mẹ để em Titi ra ngoài đây nha. Chứ mà em nằm đây rồi lại mắc con nha. Titi nằm đây. Titi nằm đây, tí mẹ đo cho nha. Khiếp, chị gấu đo rồi ghen không được đo đúng không? Nào, con cho mẹ xem nào. Con lấy ra, con giơ tay lên, con giơ tay lên. Con giơ tay lên, đó, đúng rồi. Nào, mẹ xem nào. Ôi, chị gấu bị sốt rồi đây này. Thấy chưa, mẹ xem nào. Đó, nóng lắm. Thì mẹ thay cái quần đùi cho con nhá. Mẹ đi thay quần đùi cho con rồi mẹ lấy khăn mẹ lau cho con nhá. Nào Titi. Titi có đo mẹ đo cho nào. Titi nằm yên nhá. Đây rồi, Titi nằm yên mẹ đo nào. Mẹ đo nhá. À, Titi nghịch ngợm quá. Titi nghịch ngợm này thì ốm cái gì nhỉ. À, đo đo đo. À đây mẹ xem nào. À mẹ xem. Mẹ đi lấy khăn mẹ lau người cho con nhá. Nhá. Mẹ đi lấy khăn mẹ lau. Mẹ đi lấy khăn mẹ lau người cho con nhá. À, Titi nằm ở đây nhá. Titi nằm ở đây để mẹ xem thịt gấu lại nhá. Em. À con có mệt không? Mẹ lấy khăn mẹ lau người cho con nhá. Nhá. À, mẹ đi lấy quần đùi mẹ thay cho con nhá. Nhá. À con ngồi đây. Ngồi đây. Rồi mẹ lấy khăn mẹ lau người nha. À Titi ngồi đây chờ mẹ tí nha. Lên đây. Đây mẹ lau như nào.
cái này chứ không mà ướt hết giường nhá. Xong rồi gấu nằm đây để mẹ lau cho con nhá. Nào, con Titi không được nghịch nhá. Gấu nằm yên mẹ lau đi nhá. À không, ngồi đây mẹ lau cho. À, ngồi đây nhá. Con nằm yên mẹ lau cho nào. À, nào. Mẹ lau cho người cho nào. Ngon, tí nữa mẹ lấy nước con uống nhá. Em mẹ thương quá nhỉ. Mẹ lau nhá. Lau cho hết bệnh đi nhá. Đấy, con ngồi yên mẹ lau cho nào. Đưa tay đây. Đưa tay mẹ lau lên nhá. Lau cho con hết sốt nhá. Hết bệnh nhá. Nước ấm ạ. Đó. Đây để nhúng cái tay vào đây chứ không là ướt nào. Gấu, qua lại đây. Qua đây mẹ lau cho con nào. Ti. À Ti hả? Ừ, đấy là khăn của Ti đấy. Khăn của Ti để tí nữa mẹ lau cho Ti nhá. Để khỏi bệnh nha. Rồi. Nào, đến mẹ lau cho em Ti có lau không? Nè, con cầm cái khăn này, con lau đi. Cái khăn này của em Ti. Tí có lau không? Tí lại đây mẹ lau cho nào. Đi lại đây. Nằm yên, nằm xuống mẹ lau cho. Rồi. Này. Rồi con lau đi. Không, được rồi. Nè, bắt tay để xuống đây nhá. Rồi, để xuống đây. Đây, em Ti ngồi xuống đây mẹ lau cho nào. Ti cũng lau nhá. Lau cho sạch nhá. Ôi dồi ôi, mặt Ti bẩn thế. Ti chơi đâu mà mặt bẩn thế này hả? Rửa cái mặt đi cho sạch nha. Sao con? À dính cái này hả? Rồi, em phải lấy ra đây rồi. Chắc quá. Đây, đưa cái khăn này đây cho mẹ. Khăn này là khăn của con, khăn này của em này. Con ra lau cho em này. Đây, con ra đây con lau cho em này. Em chờ con lau này. Đấy. Ui dồi ôi, đây con lau tay cho em này.